AFC Champions League Tour 2024-2025 là mùa giải đầu tiên của AFC Cup với định dạng mới. Đây là phiên bản thứ 21 của giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hạng 2 châu Á. Mùa giải sẽ bắt đầu từ 17 tháng 9 năm 2024. 32 câu lạc bộ sẽ tranh tài trên 30 sân vận động ở 23 quốc gia để tìm ra nhà vô địch, cùng tấm vé vào thẳng AFC Champions League Elite 2025-2026. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại AFC Champions League Tour mùa giải 2024-2025. Sân vận động Vivekananda Yuva Bharati Krirangan là sân nhà của câu lạc bộ Mohun Bagan, nằm ở Kolkata bang Tây Bengal của Ấn Độ. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1984. Nó đã trải qua 3 lần cải tạo. Sức chứa của sân vận động Vivekananda Yuva Bharati Krirangan là 68.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Ravetan Kulob là Langari Langarieva, nằm ở Kulob, Tajikistan. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1966. Sức chứa của sân vận động Langari Langarieva là 20.000 chỗ ngồi. Sân vận động Al Zainab là sân nhà của câu lạc bộ Al Wakra, nằm ở Al Wakra, Qatar. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2014 đến 2019 với chi phí 656 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động Al Zainab là 44.325 chỗ ngồi. Sân nhà của Chapter FC là Yadgar Imam, nằm ở Tabriz, Iran. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1989 đến 1996, sau đó nó được cải tạo vào năm 2010. Sức chứa của sân vận động Yadgar Imam là 66.833 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Al Khandiya SC là sân vận động quốc gia Bahrain, nằm ở thủ đô Riyadh, Bahrain. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1981 đến 1982 với chi phí xây dựng 152 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động quốc gia Bahrain là 24.000 chỗ ngồi. Sân vận động quốc tế Al Madina là sân nhà của câu lạc bộ Al Quwa Al Zawiya, hay còn được biết đến với tên gọi Air Force Club, nằm ở thủ đô Baghdad, Iraq. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2012 đến 2019 với chi phí xây dựng 100 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động quốc tế Al Madina là 32.000 chỗ ngồi. Sân vận động Kovandak là sân nhà của FC Antin Ersayer, nằm ở thủ đô Ashgabat, Turkmenistan. Sân vận động này được xây dựng từ 1995 đến 1997. Sau đó nó được cải tạo vào năm 2015. Sức chứa của sân vận động Kovandak là 26.503 khán giả. Sân vận động Antaun Club là sân nhà của câu lạc bộ cùng tên, nằm ở Buraida, Ả Rập Xê Út. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2019 đến 2023. Sức chứa của sân vận động Antaun Club là 5.961 chỗ ngồi. Sân vận động quốc tế Oman là sân nhà của câu lạc bộ Al Wehdat SC, nằm ở thủ đô Oman, Jordan. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1964 đến 1968 với chi phí xây dựng 1,25 triệu dinar. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2007 và 2015. Sức chứa của sân vận động quốc tế Oman là 17.619 chỗ ngồi.
Sân nhà của FC Istiklol là sân vận động Tajikistan Central, nằm ở thủ đô Dushanbe, Tajikistan. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1939 đến 1946. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 1962, 2007 và 2010. Sức chứa của sân vận động Tajikistan Central là 20.000 chỗ ngồi. Sân vận động Nakhchivan là sân nhà của câu lạc bộ Sepahan, nằm ở Isfahan, Iran. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1997 đến 2003 với chi phí 250 tỷ rial. Sân vận động sau đó được mở rộng từ năm 2010 đến 2016 với chi phí 6 tỷ rial. Sức chứa của sân vận động Nakhchivan là 75.000 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Sharia là sân vận động cùng tên, nằm ở Sharia, UAE. Sân vận động đa năng này được cải tạo vào năm 2010 và 2018. Sức chứa của sân vận động Sharia là 12.499 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Kuwait SC là sân vận động quốc tế Jaber Anamat, nằm ở thủ đô Kuwait City, Kuwait. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2006 đến 2010 với chi phí 395 triệu đô la Mỹ. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2015. Sức chứa của sân vận động quốc tế Jaber Anamat là 60.000 chỗ ngồi. Sân vận động Rashid là sân nhà của câu lạc bộ Shabab Al Ahly Dubai, nằm ở Dubai, UAE. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 1948 đến 1949. Sức chứa của sân vận động Rashid là 12.052 chỗ ngồi. Câu lạc bộ bóng đá Al Hussein SC sẽ cùng sử dụng sân vận động quốc tế Oman làm sân nhà với câu lạc bộ bóng đá Al Wehdat SC. Sân vận động Markazi là sân nhà của FC Nasaf, nằm ở Kashi, Uzbekistan. Sân vận động đa năng này được xây dựng năm 2006. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2011 và 2017. Sức chứa của sân vận động Markazi là 21.000 chỗ ngồi. Sân vận động Edion Pitswing Hiroshima là sân nhà của Sanfrecce Hiroshima, nằm ở Motomachi, Hiroshima, Nhật Bản. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2022 đến 2024 với chi phí 247 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động Edion Pitswing Hiroshima là 28.520 chỗ ngồi. Sân nhà của Sydney FC là sân vận động Jubilee, nằm ở Sydney, Australia. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1935 đến 1936. Sân vận động sau đó được xây dựng lại vào năm 2011. Sức chứa của sân vận động Jubilee là 20.500 chỗ ngồi. Sân nhà của Kaya FC Iloilo là sân vận động Rizal Memorial, nằm ở thủ đô Manila, Philippines. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1934. Sân vận động sau đó đã trải qua 7 lần cải tạo. Sức chứa của sân vận động Rizal Memorial là 12.873 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Đông Phương là sân vận động Vượng Giác, nằm ở Cửu Long, Hồng Kông. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1961. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2011.
sức chứa của sân vận động Vượng Giác là 6.664 chỗ ngồi. Sân vận động Sijalak Harupat là sân nhà của câu lạc bộ Persib Bandung, nằm ở Tây Java, Indonesia. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2005. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2009 và 2020 đến 2023. Sức chứa của sân vận động Sijalak Harupat là 27.000 chỗ ngồi. Sân vận động Jalan Besar là sân nhà của Lion City Sailor, nằm ở Jalan Besar, Singapore. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1929. Sân vận động sau đó được cải tạo từ năm 1999 đến 2003. Sức chứa của sân vận động Jalan Besar là 10.000 chỗ ngồi. Câu lạc bộ Port FC sẽ sử dụng sân vận động BG làm sân nhà ở giải đấu này. Nằm ở Pathum Thani, Thái Lan, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2010. Với chi phí 200 triệu bạc, lần gần nhất sân vận động được cải tạo là từ năm 2023 đến 2024. Sức chứa của sân vận động BG là 15.114 chỗ ngồi. Sân vận động Trung tâm Thể thao Hoàng Long là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Chiết Giang, nằm ở trung tâm thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1997 đến 2000, sau đó được cải tạo từ năm 2019 đến 2021. Sức chứa của sân vận động Trung tâm Thể thao Hoàng Long là 51.971 chỗ ngồi. Sân vận động Thammasat là sân nhà của Bangkok United, nằm ở Pathum Thani, Thái Lan. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1997 đến 1998. Sức chứa của sân vận động Thammasat là 19.375 chỗ ngồi. Câu lạc bộ bóng đá Liman sẽ cùng sử dụng sân vận động Vượng Giác làm sân nhà với câu lạc bộ bóng đá Đông Phương. Câu lạc bộ bóng đá Temperance Rovers sẽ cùng sử dụng sân vận động Jalan Besar làm sân nhà với câu lạc bộ bóng đá Lion City Sailor. Sân nhà của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định là sân vận động Thiên Trường, nằm ở tỉnh Nam Định, Việt Nam. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2000 đến 2003. Với chi phí 70,5 tỷ đồng, sức chứa của sân vận động Thiên Trường khoảng 20.000 khán giả. Dynamic Hub Cebu FC sẽ cùng sử dụng sân vận động Rizal Memorial làm sân nhà với Kaya FC Iloilo. Sân vận động Jeonju World Cup là sân nhà của câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor, nằm ở Jeonju, Hàn Quốc. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 1999 đến 2001. Với chi phí 133 tỷ won, sức chứa của sân vận động Jeonju World Cup là 36.781 chỗ ngồi. Sân vận động Thunderdam là sân nhà của Mường Thong United, nằm ở Nonthaburi, Thái Lan. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng năm 1998, sau đó cải tạo vào năm 2009.
Sức chứa của sân vận động Thunderdam là 13.000 chỗ ngồi. Sân vận động Petaling Jaya là sân nhà của câu lạc bộ Selangor. Nằm ở Selangor, Malaysia, sân vận động đa năng này được xây dựng năm 1996. Sau đó được cải tạo vào năm 2004 và 2024. Sức chứa của sân vận động Petaling Jaya là 10.661 chỗ ngồi.